mẹ ơi, bên này nhiều cỏ lắm. Ừ, là còn nhiều cỏ thì con dầu đi cho nó sạch, cho sới nhá. Vâng. Hết cả buổi sáng á. Thầy nhà mình lớn nhanh mẹ nhỉ. Con thấy xuống củ hết rồi. Cỏ nhiều như này sao lên thì tốt lắm. Vâng ạ.
Thật. Ừ. Một tí là xong. Đúng rồi. Vâng. Không phải nghe.